Về sau mới tìm ra cái công ty nhà mình Kichato này ấy, thì là nó chi tiết từ móng rồi thì từ những cái từ trên, tức là từ trên đến dưới là trọn vẹn luôn, thì thấy nó hài hòa với hai nữa, nó hợp lý với mình luôn. Chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của công ty cổ phần kiến trúc Kichato. Và hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại nhà chú Thến ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để cùng giới thiệu với mọi người một công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật đó, được chúng tôi thiết kế và hỗ trợ thi công cho gia đình chú. Thì hôm nay trở về đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về cái công trình này và mời mọi người cùng chúng tôi đi vào phía bên trong để xin lời cảm nhận cũng như là cái cảm nghĩ trực tiếp của chú khi mà thiết kế và thi công xây dựng xong công trình này nhé. Vâng, và ngồi bên cạnh tôi đây là chú Thế, thì cháu xin phép chào chú ạ. Okay. Dạ vâng. Chú ơi, hôm nay thì bên cháu xuống đây thì cháu xin phép là cảm ơn chú đã sử dụng cái dịch vụ thiết kế và xây dựng một công trình giống y như bộ bản vẽ thiết kế của bên cháu. Okay. Thứ hai là cũng xin phép chú có thể là chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cũng như là cái lời khuyên khi mà thực hiện cái bộ bản vẽ thiết kế nhà cũng như là cảm nhận về bên sự phục vụ của bên công ty cháu đấy. Ok. Dạ. Nói chung là bên công ty là làm là rất tốt theo như gia đình nguyện vọng của tôi ấy, là bên công ty Kichato ấy là thấy tôi rất hài lòng. Dạ vâng. Rất là nói chung là tốt. Đến xong bộ bản vẽ là được đúng không chú? Thế là chú cho cháu xin hỏi thăm là chú trước đây thì chú đã từng xây mấy cái nhà rồi, và đây là cái ngôi nhà đầu tiên chú sử dụng bộ bản vẽ thiết kế hay là bộ bản vẽ thứ mấy ạ? Cái này là cái thứ hai rồi, nhưng mà cái trước thì có xây một cái nhà, nhưng mà lúc đó thì chưa biết cái công ty nhà mình, chỉ có xem ở cái khu Mixi đấy, người ta xây thì cái lúc ấy chỉ dùng cái bản vẽ thôi. Dạ, vâng. Chứ không làm như chi về sau mới tìm ra cái công ty nhà mình Kichato này ấy, thì là nó chi tiết từ móng rồi thì từ những cái từ trên, tức là từ trên đến dưới là trọn vẹn luôn, thì thấy nó hài hòa với hai nữa, nó hợp lý với mình luôn. Dạ vâng. Dạ, cháu rất cảm ơn chú. Thì chú có thể chia sẻ là chú biết công ty cháu qua đâu không? Tại sao chú lại tin tưởng về công ty cháu khi mà chú chưa tiếp xúc với cái bản vẽ nào của bên cháu? Nói chung là xem ở trên mạng mấy này, cũng xem như là đi quay nhiều nơi nhiều chỗ cái nhà đấy, thì mình xem vào nhiều thì thấy là thấy tốt, là tự tìm đến là làm. Dạ vâng. Thế cháu rất cảm ơn chú nhé, sản phẩm thì như quảng cáo là được rồi. Dạ vâng. Nói chung là hài hòa với hai đấy, cũng nhiều người ta hỏi đến lắm đấy. Nhiều người ta hỏi thăm đến làm ở đâu, cũng giới thiệu cho một số người nữa. Dạ, người ta cũng còn đương xem xét. Dạ. Nói chung là cũng nhiều người vào thăm nhà đó, cũng thấy là chắc chắn cũng ai tao cũng thấy khen đẹp cũng. Dạ, được. Vâng. Ừ. Thì hy vọng chú với gia đình sẽ đồng hành cùng với công ty cháu trong cái quá trình sử dụng cái ngôi nhà mình, cũng như là giới thiệu đến các cái khách hàng tiếp theo chú ạ. Hôm nay bọn cháu có món quà muốn tri ân đến gia đình, chúc nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Ừ, dạ vâng. Rất cảm ơn công ty gửi lời hỏi thăm giám đốc, và thì các nhân viên nói chung là mỗi ngày một tiết công hơn nhiều hơn. Dạ vâng. Tốt hơn. Rồi ạ. Thì xin phép chú cho bên cháu quay lại cũng như là giới thiệu cái công trình nhà mình đến cho các quý khách hàng đang có nhu cầu trong quá trình thiết kế và xây dựng nhà chú ạ. Ừ, ok. Dạ vâng. Rất mong mọi người nhá. Dạ. Đấy, thì các bạn có thể thấy là công trình của chúng ta thiết kế cùng với chú Thến thì được chia làm hai sảnh. Đó, trong đó chiều rộng của cái phần mặt tiền chính này là 10 mét. Đó, và cái mặt tiền chính này là hướng Tây mọi người nhé. Và ở bên đây thì chúng ta sẽ có một mặt tiền khác. Thì mặt tiền này thì nó quay về hướng Nam. Đó, thế nên là chúng tôi thiết kế hai sảnh. Trong đó sảnh chính vẫn hướng ra khu vực đường chính. Nhưng chúng ta vẫn còn một lối nữa để chúng ta xuống cái khu vực sảnh phụ này. Thì chúng tôi đã tư vấn và thống nhất cũng như là lên
cái chiều rộng với chiều dài nhà rất phù hợp với cái khuôn viên khu đất, bởi vì chúng tôi đặt ở góc phần tư phía đằng này thì chủ nhà vẫn còn một lối đi lại bên sảnh phụ rất là lớn, và đi lại phía bên sảnh chính cũng còn tha hồ chỗ mọi người nhé. Đấy, có thể kết hợp được với những cái hệ thống cây xanh ở phía trước cũng như là những cái vị trí đỗ xe đó. Và mọi người có thể nhìn thấy mặt tiền chính thì chúng tôi chia làm hai phần đó. Phần bước vào khu vực sảnh chính rất là rộng, được chúng tôi thiết kế với không gian là mái Nhật, và mặt tiền chính này thì được chúng tôi thiết kế với cái chiều rộng là 4m8, còn cái chiều ở phía bên hông của phòng ngủ này thì chúng tôi thiết kế nhỏ hơn là 4m2. Đấy, mọi người có thể ngắm kỹ được cách chia không gian đó. Sảnh chính cần rộng và phía bên này thì hài hòa hơn đó. Thì khi mà bước vào tầng 1 thì chúng ta có một cái sảnh rất là rộng nhé, chúng ta bước lên 3 bậc để vào phía bên trong công trình. Đấy, và cái sảnh hiên này thì được chúng tôi thiết kế với tổng diện tích là 3m1 từ đây vào đến mép cửa luôn, rất là rộng. Hệ thống cột thì rất là to, mọi người có nhìn thấy hệ thống cột rất là to, chân cột rất là vững chãi nhá. Cột cũng được trang trí rất là cách điệu. Đấy, lên phía trên thì chúng ta sử dụng cái hệ thống ngói mái Nhật để có thể đua nước xuống cái khu vực phía bên dưới. Và ở phía bên trên ấy thì mọi người có nhìn thấy là chúng tôi có thiết kế thêm một cái sảnh ban công ở phía đằng trước để chủ nhà có thể uống cà phê hay là ra đấy ngắm cảnh về buổi ban đêm, đó rất là mát. Đấy. Và ở khu vực phía bên này đó chính là khu vực mặt tiền hướng nam, thì xung quanh chúng tôi có trồng những cái cây đó để tạo thêm cái mức độ xanh mát và gần gũi. Đấy, rồi có cái cửa sổ lấy sáng cho cái khu vực phòng khách mọi người nhé. Sảnh này thì được thiết kế là sảnh phụ nên nó sẽ nhỏ hơn cái khu vực sảnh chính. Nhưng mà chúng ta vẫn bước lên 3 bậc để đi vào phía không gian phòng khách mọi người nhé. Đó, không gian dưới này là không gian đệm, đi lại rất là thoải mái, thiết kế hai cánh cửa gỗ thôi. Đấy, và xuống phía cuối này thì chúng ta cũng có một cửa sổ lấy sáng trong phòng ngủ này. Đấy, và đặc biệt ở công trình này thì với 18 mét chiều sâu thì chúng tôi tách riêng. Đó, tách riêng ra không gian phía cuối này, có một cái vệ sinh nằm ở khu vực phía đằng ngoài này. Đấy, và cái khu vực phòng bếp cộng phòng ăn riêng ở phía đằng sau này. Đó, bởi vì chiều dài khuôn viên của khu đất của gia chủ rất là dài, nó đến trên 20m, 24m. Đấy, nên là chúng tôi được thiết kế rất là rộng rãi như vậy. Đấy, phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng bếp tách biệt hẳn so với khu vực nhà chính và khu vực phòng ngủ. Đấy, nhìn phía bên ngoài được thiết kế rất là hài hòa. Thì nếu ai quan tâm về cái mặt tiền, đó, mặt tiền của ngôi nhà chính cũng như là cái khu vực bếp thì mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Thì chia sẻ mọi người về cái phần khuôn viên nhà ở phía đằng trên này thì phải trừ đi là 6m6, trừ đi 6m, nghĩa là nó chỉ còn có 14m là của chiều dài của nhà tính cả sảnh mọi người nhé. Đấy, phía bên trên cũng rất là thoáng. Thì khi áp dụng cái phong cách nhà theo cái kiểu mái Nhật như vậy thì chúng ta cảm thấy nó rất là đơn giản và nó có thể phối với các cái thiên nhiên ở khu vực phía bên ngoài rất là gần gũi. Thì sau đây mời các bạn cùng chúng tôi đi vào phía bên trong để xem cái công năng bố trí ở trong nhà của gia chủ như nào, cùng kết hợp với các đồ đạc nội thất mà chúng tôi bố trí nhé. Đầu tiên đó chính là không gian của phòng khách mọi người nhé. Phòng khách này thì được thiết kế với tổng diện tích là 30m2. Đó, có cửa chính đi vào này, cửa sổ này và cửa sảnh phụ nên là phòng rất là sáng. Bên cạnh đó thì chủ nhà có kê được một bộ bàn ghế rất là to ở chính giữa. Thế rồi có thể chơi những cái đồ trang trí ở quanh những cái vị trí góc. Đấy. Rồi không thể thiếu được một cái bức tranh đồng quê ở đây. Đó, thì gần như từng vị trí ở đây cũng được chủ nhà căn chỉnh và chia cùng với chúng tôi rất là cân đối. Đấy, tủ rượu đằng sau kệ tivi này. Thì khi mà mọi người thiết kế đấy thì chúng ta cần thiết kế luôn những cái vị trí đặt đồ đạc như thế này để chúng ta đi đường điện nước luôn cho nó phù hợp mọi người nhé. Đấy, điện nước ổ cắm ở đâu thì chúng ta cần phải thiết kế những cái đồ này trước đi. Thế rồi ở đây mọi người có nhìn thấy toàn bộ phần sàn thì cũng được chúng tôi tư vấn thiết kế và tính toán luôn là hết bao nhiêu mét vuông để chúng ta lát sàn gỗ ở đây, đi lại rất là ấm chân. Và phía bên trên trần thì cũng toàn bộ là hệ thống trần thạch cao, có đèn downlight nên nó rất là sáng mọi người nhé. Đấy, đấy là không gian thứ nhất. Và không gian thứ hai cũng ở phía đằng trước, đó chính là một phòng ngủ này, có vệ sinh khép kín. Đó, được ngăn cách với phòng phía dưới bằng cái khu vực cầu thang. Đấy, đầu tiên là khu vực phòng ngủ phía trước này có vệ sinh khép kín luôn mọi người nhé. Tổng diện tích của cái phòng này là 21m2 tính cả phòng vệ sinh. Đó.
rất là sáng và vệ sinh đặt như thế thì cái khu không gian phòng ngủ này nó rất là vuông vắn mọi người nhé, rất là vuông. Chúng ta chỉ bị có một cái lối hành lang nhỏ đi vào ở khu vực ngoài cửa thôi, vào bên trong thì sống rất là rộng rãi và nó không bị ngóc ngách, thì cảm giác nó rất là tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng. Đấy, và qua khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ xuống hai phòng ngủ ở khu vực phía bên dưới này. Đó, thì phòng ngủ đầu tiên đó chính là phòng ở khu vực sảnh phụ phía bên trước. Phòng này tổng diện tích là 11 m² này, dành cho các cháu nhỏ. Đấy, có cửa sổ lấy sáng này, đồ chơi các thứ. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ cái phòng này cũng được lát sàn gỗ luôn mọi người nhé. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này thì cũng có diện tích tương tự, dạ và 12 m². Đấy, tương tự như vậy thôi, được bố trí các cái đồ cho các cháu. Đấy, rất đẹp. Thì đây là cách bố trí về một phòng khách cũng như là ba phòng ngủ và khu cầu thang ở trong cái công trình dài 10 x 14m nha mọi người. Thì chúng ta còn 6m phía bên ngoài thì cũng có một cái cửa để đi xuống khu vực phía bên dưới. Đó, giữa phòng khách và phòng bếp thì chúng ta có một phòng vệ sinh. Đó, một phòng vệ sinh phía bên trong này. Phòng vệ sinh này thì là phòng vệ sinh chung cho cả gia đình mọi người nhé. Phòng vệ sinh chung này được thiết kế với chiều rộng thông thủy là 1m7. Đấy, sâu thì gần như là bằng một nửa của nhà. Đấy, và chúng ta kết nối xuống khu vực dưới này bằng cái khu vực phòng bếp cộng ăn. Đó, khu vực dưới phòng bếp và phòng ăn này thì có khu bếp này, khu ăn này, cửa chính và cửa phụ ra sân ướt luôn. Đó, rất là rộng rãi nha mọi người. Phòng này thì được thiết kế với tổng diện tích là 23 m². Đó, tách biệt hẳn ra phía bên ngoài luôn mọi người nhé, nên là chúng ta sử dụng rất là hay. Đấy, và vừa rồi là cái không gian tầng 1, thì mời mọi người lên không gian tầng 2 với chúng tôi. Và lên trên không gian tầng 2 thì chúng ta sẽ bao gồm một phòng sinh hoạt chung, một phòng thờ, một phòng chứa đồ hay còn gọi là phòng ngủ hiện tại đang chưa sử dụng, và một phòng hát cùng với một vệ sinh nhé mọi người. Thì đầu tiên mời các bạn sang phía đằng trước luôn. Cái phòng ngủ khép kín ở dưới tầng 1 thì lên trên tầng 2 đã được tách riêng ra phòng vệ sinh thành vệ sinh chung rồi. Còn phía bên trong này là với 18 m² thì nó sẽ là một phòng hát karaoke gia đình mọi người nhé. Một phòng hát karaoke gia đình ở đây, nơi hát hò vui chơi giải trí. Cửa sổ lấy sáng rất là thoáng với 18 m². Đó, thế còn phòng khách thì chúng ta sẽ chia làm hai. Đó, trong đó là một phòng là để làm phòng sinh hoạt chung. Đấy, và phía bên ngoài thì là ban công. Đầu tiên là phòng sinh hoạt chung ở đây với diện tích cũng tương đối là đủ dùng để chúng ta giải lao hoặc hút điếu thuốc ở khu vực phía bên ngoài này. Đó, có một cửa ra phía ban công đối diện khu cầu thang luôn ở phòng sinh hoạt chung. Và phía bên ngoài thì là cái phần trên phòng khách. Ở đây thì hiện tại đang là một cái ban công lấy sáng. Thì bên trên nó được trang trí những cái hệ lam lấy ánh sáng phía bên trong, và trên này thì làm cà phê cà pháo cũng rất là hay mọi người nhé. Buổi tối hát hò là cà phê cà pháo ở phía bên ngoài này là rất hay. Thế rồi phía bên trên phòng ngủ của tầng 1 đấy, phòng ngủ 2 đấy, thì chúng ta sẽ có một phòng thờ. Phòng thờ này thì quay theo hướng nam luôn mọi người nhé. Quay theo hướng nam luôn. Đấy. Và phòng thờ này thì được thiết kế với tổng diện tích là 16 m². Ở đây thì gia đình vừa thờ gia tiên. Đó, quay theo hướng nam và thờ Phật. Đấy, thờ Phật thì quay theo hướng tây mọi người nhé. Đặt là mọi người lưu ý là thờ Phật với thờ gia tiên là đặt vuông góc với nhau, và bàn thờ Phật thì cao hơn một chút. Đấy, rất là hay. Và 16 m² và cho cả hai ở chỗ thờ này luôn, được ngăn cách với phòng sinh hoạt chung bởi một cái hệ lam bê tông trang trí như này. Đấy, để tránh nhìn trực diện vào phía bên trong. Thì chúng ta vẫn có một lối hành lang xuống phía bên dưới, thì vẫn là một cái phòng ngủ đây. Phòng ngủ này thì hiện tại đang làm phòng chứa đồ thôi, diện tích 13 m² bằng phòng ngủ ở dưới tầng 1. Hành lang này thì chúng ta sẽ đi ra phần nóc của cái khu vực nhà vệ sinh và nhà bếp nhé mọi người. Đấy, hiện tại thì chưa sử dụng gì nhiều, chỉ làm lối thoát hiểm cho tầng 2 thôi. Vừa rồi thì mọi người vừa tham quan toàn bộ cái công trình mà chúng tôi đã cùng với chú biết bao nhiêu tâm huyết để thiết kế và xây dựng lên và giới thiệu cho mọi người trong vòng 10 đến 15 phút đồng hồ vừa qua. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ này của chúng tôi về cái công trình này. Nếu những ai đang có quá trình thiết kế hoặc thi công trọn gói, hoặc là nhà rồi các cái phần sân vườn hay nội thất như gia đình của chú Thến, thì mọi người có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi có thể là hỗ trợ cũng như là tư vấn
hoặc là thiết kế thi công cho bạn những cái công trình mà nó thể hiện cái tính chất cá nhân mà nó phải đảm bảo về cái thẩm mỹ cũng như là các cái mức độ hài hòa trong công trình của chúng ta nhé. Thì hy vọng được phục vụ mọi người trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi hiện nay thì có các cái trụ sở chính tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Thanh Hóa, có thể phục vụ được cho mọi người ở khắp dọc trên 64 tỉnh thành nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video chia sẻ lần sau của công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ. Xin chào.